Và đây là cái số tiền 40 triệu mà chú ở Canada gửi cho anh Giang để mà giúp anh Giang trả nợ ngân hàng. Nhờ, cũng nhờ các mạnh thường quân đã giúp đỡ em vậy thì em có cái suy nghĩ em phải ráng làm như thế nào phải có số tiền để lo lắng cho gia đình với là con cái của em. Lúc em còn nhỏ lắm, lúc em có mấy như là ăn đầy tháng, qua mấy tháng sau là ba bỏ đi. Dạ Bùi Hồ, xin chào cô bác quý anh chị. Hôm nay thì Bùi Hồ cùng với anh Giang thì nhà một nát đó cô bác quý anh chị, cùng với anh để đi trả nợ cái số tiền là 40 triệu anh Giang. Dạ. Hỏi ngân hàng chính sách rồi sao này ha. Dạ dạ. Thì sáng giờ hai anh em cũng có hẹn và chạy cái đoạn đường cũng hơn 10 km để mà xuống đây. Thì hôm nay vô đây để làm thủ tục coi như thế nào, lát nữa Bùi Hồ sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem. Chắc ở trong này người ta không cho mình quay phim đâu. Dạ chắc không cho đâu. Dạ. Hôm nay thì tâm trạng sao? Dạ em rất vui anh. Được, em rất là quý những cô chú đã ủng hộ nhà tài trợ đó quyên góp cho em được trả số vốn này, em rất là mừng. Dạ, thôi thì bây giờ anh em mình vô trong đó hỏi như thế nào ha. Dạ. Rồi đi ha. Đây, ngân hàng này nãy giờ thì anh Giang ở trong này làm cái thủ tục á, thì Bùi Hồ phải đi lại đằng kia ngân hàng để mà rút tiền. Và đây là cái số tiền 40 triệu mà chú ở Canada gửi cho anh Giang để mà giúp anh Giang trả nợ ngân hàng. Chính sách này cô bác quý anh chị, bây giờ thì rút xong rồi. Bây giờ anh Giang thì trong này, giờ Bùi Hồ sẽ đi vô đây để mà trả cho anh. Bây giờ là đã trả nợ cho anh Sang ngân hàng chính sách xong rồi cô bác quý anh chị. Tổng số tiền là hơn gần 40 triệu, 39 triệu mấy trăm á. Và cái người mà chở anh Giang đó là một cái chú cho vay bên ngân hàng chính sách đó. Bây giờ các có lẽ là Bùi Hồ cùng với chú kiếm, với lại anh Giang kiếm một cái nơi nào để mà nó yên ổn và ít người để mà quay cho cô bác quý anh chị xem những cái hóa đơn mà ngân hàng chính sách thu tiền cũng như là trao đổi một số việc với anh Giang đó. Đây là đường cổ vô cái khu vực huyện Thanh Bình. Những ngày này thì ở Việt Nam thì đang cách ly nên hàng quán khá là vắng vẻ, để tìm được một cái quán cà phê thì không phải dễ luôn. Dạ thưa cô bác quý anh chị, thì nãy giờ hai anh em với lại chú ở đây là tổ dân phố á, đã trả nợ vô ngân hàng chính sách, đã trả nợ xong cho cái khoản nợ 40 triệu của gia đình Nam Giang rồi. Và cái khoản nợ này thì đã ra mấy năm anh Giang? Mới ra nha. Thì cái sổ người ta giữ lại rồi. Dạ, đúng rồi. Dạ. Thì hiện nay thì ba chú cháu kiếm cái quán nước mía vắng người để mà ngồi uống cũng như quay lại cho cô bác quý anh chị xem. Trước tiên thì sẽ quay cho cô bác quý anh chị xem về cái khoản nợ của anh Giang ha. Đây là cái số nợ thu nợ tiền nè cô bác quý anh chị, 39 triệu 534.252 đồng. Đó, Quỳnh Trường Giang. Và đã trả nợ anh Giang đã ký tên xong rồi nè. Đây là cái phiếu thu. Cái thu này sau khi mà giao dịch xong thì người ta sẽ giữ lại cái sổ đó và mình không còn thiếu nợ nữa. Đó. Thì bây giờ rất là mừng luôn. Nói chung là hôm nay thì được trả con nợ này nhờ các chú ở bên bên Canada cô bác quý anh chị. Các chú đã hỗ trợ cho mình. Thì sau khi trả cái số tiền là 39 triệu 534.252 đồng cũng như là 39 triệu 535.000, thì đây là cái số tiền còn lại nè anh Giang. Em gửi anh luôn số tiền còn lại. Và đây là cái phiếu nợ của anh Giang đã trả xong rồi cô bác của anh chị. Hôm nay thì cũng mừng ghê luôn á, cũng dịch để tranh thủ làm cho xong. Thì chú là cho tổ trưởng cho. Hôm nay thì thấy vậy thì anh Giang trả nợ gì sao chú thấy sao? Chỉ còn cho con cháu vì nó cũng khổ rồi, cũng thôi ủng hộ dân dây thì bây giờ có mạnh quân thì trả thì cũng mừng. Dạ. Cảm ơn bà con ở nước ngoài. Dạ. Anh Giang. Dạ. Cảm thấy hôm nay rất vui vì các chú đã ủng hộ quyên góp cho em trả số tiền em đã vay trước đó. Em cũng không có gì thay mặt em đã cảm ơn các chú. Em chúc các chú làm ăn
là càng ngày càng phát triển hơn, lại còn giúp đỡ những người nghèo khổ hơn em nữa. Các chú ở Canada này thì đã giúp cho mình tổng số tiền là 140 triệu, tiền cất nhà là 100 triệu đồng, thì tiền trả nợ luôn là 40 triệu đồng, nữa là 140 triệu đồng. Thì các chú nhận thấy anh Giang đó, chú Thảo thì này vợ bỏ đi nữa, hoàn cảnh rất là đáng thương đó. Thì một lần nữa thì Bùi Hồ thay mặt cho gia đình anh Giang, cho những cái hoàn cảnh khó khăn, xin chân thành cảm ơn các chú. Anh Giang, cái cảm giác mà khi mà mình lúc đầu mà anh thiếu nợ, em nghe mẹ nói là anh dự định là tự tử hay gì anh Giang? Dạ. Là sao? Tại em làm tính ra tiền làm nhiều thì cũng hết nhiều, nhưng mà em không biết tới đó có khả năng để trả cho người ta không. Thì sau này em cũng nhờ anh Bùi Hồ giúp đỡ, vậy em cũng rất là vui. Với lại các chú đã ủng hộ quyên góp cho em như vậy, không có gì mà quý hơn, em rất là mừng. Anh thì sau này sẽ cuộc sống của anh sau này thì chắc có lẽ là mình cố gắng mình bươn chải, mình nuôi các bé. Dạ. Thì anh có lời hứa nào với các chú không? Anh hứa em đã đi trước, em đã khổ vậy, em sẽ không cho con cái em phải khổ như em vậy. Dạ. Dạ. Anh có thể nói là cái câu chuyện mà anh với lại anh mà nghe mẹ nói là anh dự định là anh đòi tự tử thì vì quá khổ rồi. Dạ. Tại nhà thì nghèo vậy, em làm không biết tới khi nào mới trả được cái số nợ đó, vậy cũng nhờ các mạnh thường quân đó giúp đỡ em vậy, thì em có cái suy nghĩ em phải gắng làm như thế nào để có số tiền để lo lắng cho gia đình với là con cái của em. Anh có nghĩ là mình đang mơ hay gì không? Dạ. Em không ngờ tới là như vậy, em rất là mừng. Dạ. Nói chung là lúc trước cái hoàn cảnh của anh Giang vừa nuôi mẹ bệnh, vừa nuôi bà ngoại, rồi vừa nuôi ba đứa con, cộng thêm một phần là vợ bỏ đi nữa, rồi thêm cái phần nợ nữa. Dạ. Thì lúc đó cái cảm cuộc sống của anh lúc đó anh túng quẫn dữ không anh nha? Dạ. Áp lực lắm anh. Dạ. Nhưng mà em suy nghĩ rồi, giờ em cũng phải làm như thế nào, phải lo lắng cho con em ăn học rồi đến nơi đến chốn. Dạ. Thì em mong là sau này khoảng một hai tháng sau em quay lại đó. Yeah. Thì em thấy gia đình mình càng ngày càng sung túc và các bé nó sẽ ngoan hơn. Yeah. Và đồng thời thì trước mắt là mong mẹ anh mau hết bệnh, nó qua khỏi cái này. Đại cái này qua bệnh của bà nguy hiểm lắm. Yeah. Yeah. Tại hôm bữa cũng mà quay lên cho mấy anh thầy coi, mấy anh thầy nói tại lúc đó lúc trước mới thì sau không điều trị liền, nhưng mà sau này để quá vậy, mẹ em mới phát bệnh ra em mới biết thôi, là làm tới rồi quá rồi. Dạ. Thời kỳ cuối đó, nó dồn tới thời kỳ cuối luôn. Dạ. Mẹ ăn không được, ăn cơm như đói đó. Anh phải bây giờ nó lại khó khăn thì nó dồn. Dạ. Dập cho nó. Nói chung là bây giờ phải chuẩn bị tinh thần. Nói chung ha chú. Với trong thầy với kia gỡ thuốc rồi lên mà không biết có được thành, tại vì giãn cách xã hội đó. Anh có nghĩ rằng mình cuộc đời sống của mình sao tự nhiên thấy anh cơ cực như anh Giang, có nghĩa là bao nhiêu gánh nặng là áp lực là cứ dồn vô anh hết à? Từ đó giờ, từ nhỏ, từ cái lúc mà em bước chân đi làm tới giờ em gánh nặng tới giờ. Dạ. Em lúc em bước chân em đi làm chắc em 14 tuổi. Anh cờ kể cho em nghe được không? Thì lúc em đi làm sắt vậy em cũng không có nghĩ là mình tính toán gì với gia đình hết. Tiền số tiền em làm sao là mẹ xuống lấy để cho lo cho con cái này kia, thì em cứ nghĩ là có cha có mẹ mới có mình, rồi thấy vậy thôi em gắng trả hiếu cho mẹ. Chứ cha em thì cũng bỏ chị anh chị em đi cũng lâu, bỏ cha mẹ em, bỏ mẹ em, bỏ ông bà em vậy. Thì giờ em cũng phải gắng như thế nào phải lo cho mẹ em. Ủa cha anh bỏ anh hả? Dạ. Ba bỏ lúc anh lúc em còn nhỏ lắm, lúc em có mấy như là ăn mấy tháng, qua mấy tháng sau là ba bỏ đi. Ba bỏ đi đi không, người khác này. Dạ. Người khác hả? Lúc đó anh biết không nha? Biết, lúc đó em biết. Hiện nay thì anh biết ba nó đâu không? Dạ, ba anh chết rồi. Chết hả? Dạ. Ôi ơi.
có nghĩa là bao nhiêu gánh nặng thì mới dồn vô anh Giang hết à. Ba chết nên em cũng đem về em thờ. Chứ ông ba còn ở với mẹ kế không? Ông bà kia cũng còn đang ở với bà kia, với lại bà gì đó mà ba chết rồi qua mấy tháng sau gì đó cũng chết luôn. Dạ hả? Dạ. Chết chắc còn nhỏ tuổi nha. Dạ, cũng lớn nha. Giờ này anh có buồn ba, hận ba gì không? Không, cứ kiểu như mình hồi đó em còn nhỏ em cũng không biết, em cũng không trách ba em được, không biết câu chuyện như thế nào. Sao giờ, giờ ba mất rồi thì em không nghĩ gì hết. Ờ. Dạ. Là mẹ anh sau khi ba mà đi lấy vợ mới thì mẹ anh ở nuôi anh tới giờ. Dạ, luôn. Đúng. Dạ là có anh với chị thôi, chị dạ. Chị Trang, hai chị em thôi. Dạ, bốn người. Anh hai với lại chị ba với lại chị tư với em lỗ. Mà có gia đình hết. Ai cũng khổ hết. Dạ. Ai cũng lo cho gia đình riêng của họ. Anh có dự định là sau này mình cưới vợ thêm mới không? Chưa ra anh ơi. Nói chung là hồi đó giờ đi cũng gặp rất nhiều hoàn cảnh, mỗi cái hoàn cảnh đó chú. Thì mỗi một cái khó khăn riêng. Nhưng mà mình đối với con thì con nghĩ anh Giang thì tuổi rất là trẻ luôn. Mà lại nuôi mẹ, nuôi vợ, nuôi con. Mà hồi đó giờ đi làm mà tối thì đi làm nguyên đêm. Còn ban ngày thì đi làm thuê. Vậy nó mới nuôi sống nổi. Chứ bà ngoại, bà mẹ, ba đứa con. Là chú hỏi gia dùm cho anh Giang luôn hả? Cũng là tổ trưởng, cũng như ai nghèo khổ sống đề sức tôi hỗ trợ làm thân cho tôi giai. Dạ. Mà tới tháng đi đóng tải. Dạ. Đi đóng tải. Dạ. Thì đúng ra người ta cho chị 20 triệu mà. Dạ. Mà tôi có đề sức cho giai 40 triệu. Dạ. Tại vì giai việc làm đó đó. Dạ. Cho nó tận mặn kiếm tiền nuôi gia đình đó chứ mà giai đó cũng không đủ làm thì lấy nó. Chứ trả nợ nặng nọ đó. Bây giờ mấy tháng này đó. Rồi bây giờ làm Giang đủ hết, trả hết rồi ha. Dạ. Thôi một lần nữa thì thay mặt gia đình của anh Giang, Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn các chú ở Canada đã hỗ trợ cho anh một ngôi nhà ấm cúng, có cái cảnh mưa dột nát, hỗ trợ cho anh thêm cái phần mà trả nợ ngân hàng để anh thời gian sau này anh có thể yên tâm làm việc và không phải còn lo nợ nần này nữa. Đó là những cái niềm động lực lớn lao để cho anh Giang có thể vượt qua cái khó khăn này. Một lần nữa thì thay mặt các chú chúc anh với mẹ anh luôn vượt qua những cái khó khăn này để sau này còn gặp lại sẽ càng phát triển hơn để cho các chú mừng ha. Cảm ơn chú, còn cảm ơn chú rất là nhiều. Cảm ơn anh Giang nha. Cũng cảm ơn anh, cảm ơn các chú đã ủng hộ, đã quyên góp cho em số tiền em đã trả nợ. Vậy em rất là mừng, em rất là quý các chú. Em mong chúc các chú mạnh khỏe, làm ngày càng tiến triển hơn. Từ nay về sau là thoát nợ rồi. Dạ. Rồi cố gắng làm thôi.